tới quê hương. Người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát nhớ đỏ đưa. Hãy subscribe.